Để tôi nói cho mấy người biết, gia đình Cinnamon là gia đình dễ thương và đáng yêu nhất. Đúng rồi đó. Nè nè nè, còn lâu nha, gia đình Kuromi của tôi mới là đỉnh nhất, nghe rõ chưa? Đúng rồi đó, vừa đỉnh vừa ngầu, nghe hiểu chưa? Nghe chưa? Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Và cuộc thi đầu tiên đó chính là bắt cua. Đó, để xem mấy gia đình nào bắt cua sẵn hay gia đình nào. Ok, Kuromi, tôi bắt cua bị sẵn đó nha. Rồi, ok. Tôi à, tôi không báo cho gia đình bên kia biết á là tôi chơi cái trò này từ lúc tôi 3 tuổi nha. Gia đình mình có thành viên mới hay gì kỳ vậy? Ủa cái thằng này, ông sao cái thanh niên này giống như We Live, We Love, We Like gì nè. We Love. Bây giờ chuẩn bị nha. 3. Chưa chuẩn bị nha. Rồi chuẩn bị đếm số nè. 3. Ủa chưa hả? Ba bình tĩnh ba ơi. Rồi chuẩn bị nha. 3. 2. 1. Bắt đầu. Yên tâm đi, cái trò này ba chơi lúc 5 tuổi rồi. Ba sẽ đem lại vinh quang cho con gái của ba. Cỡ như cái bạn trắng trắng bên này là bạn tuổi mình là mình chơi lúc 3 tuổi rồi bạn ơi. Ôi, bánh kem ngon trên này mọi người, nhìn muốn ăn quá. Nhưng mà mình đang bắt cua, các bạn không thể nào mình ăn được các bạn ơi. Trời ơi, bánh kem. Bạn có để ý là dù chạy cân nhanh cỡ nào thì bạn vẫn đang thua mình một xíu không hả? Các bạn kia, các bạn ba kia. Wow, tượng của chúng ta kìa con gái ơi. Ủa rồi cái tượng của các bạn kia là tượng gì nha? Từ tại vì chỗ này nó chưa có gì hả? Chưa có. Chưa có thôi. Chỗ bông Kuromi này mọi người. Á, tắt rồi. Hóa ra là lừa sao? Mọi người ơi, mọi người có bông Kuromi không? Nè, tôi cởi rồi. Trời ơi, con gái của bà đang top 1, giỏi quá con gái ơi. Dạ. Ui, hãy. Ba lên được, ba lên được. Gì vậy? Kuromi con ơi. Ủa? Con có cần chú đứng đợi không? Sao con dạ? Dạ ơi, ba cứ chạy thẳng đi, con bị bắt kẹp rồi. Bắt kẹp kìa. Không, ba đang nói cháu Sammy. Tại ba sợ cháu Sammy tí không mình chú đứng đợi. Cái gì vậy? Chú nói gì chạy, vậy? Chạy anh đi, đừng có nói nhiều, tua bây giờ. Rồi. Ủa hồi chưa không thấy Cinnamon gì ta? Chà, Cinnamon đâu nhỉ? Cinnamon bị kẹt ở kia. Ủa Cinnamon ơi, Cinnamon ổn không? Trời ơi, Cinnamon nhảy liên tục đi Cinnamon. Tôi đang cố gắng sức tôi gấp phải nhảy xuống nè. Không sao đâu con gái ơi, con gái cứ đứng đó chơi cũng được á. Ba lấy cái top 1 cho. Ôi ghê vậy ba ơi, ba phải lấy top 1 cho con chứ ba ơi. Ôi da, rớt rồi. Đây, ba đang cố con ơi. Bên kia chơi người ta chơi mà bỏ luôn cả con gái mình ở lại. Khá hợp lý. Cái cuộc thi gia đình mà ta. Cuộc thi mấy nhà gia đình mà đi một mình. Ba cứ cố lên, con thắng được rồi, yên tâm. Ok rồi. Bên kia đang chơi trò tâm lý con ơi. Chơi trò tâm lý nặng quá. Tâm lý gì, người ta nói đúng, tâm lý gì trời. Ủa ông té nè ông. Các bạn không chân chơi nữa mà không để ngay shop Sammy TV chụp nét để mua thật nhiều đồ bất nha. Ba ơi, ba cố lên nha ba. Cố lên nha ba. Cố lên nha con ơi. Bố là nãy giờ là ba cố các lớp mày đó. Ba nó giận mày ai ghê vậy? Ôi nó bỏ xe lên. Ba dạ ơi, nói chuyện nghe cái giọng nó phải vậy chứ. Ôi trời, cuối cùng thấy đồ Cinnamon các bạn, nên là cái bánh rất là dễ thương luôn. Yeah. Ok. Rồi. Ôi ôi trời. Bây giờ để cho hai đứa con gái nó chiến đấu với nhau, tụi dòng chiến đấu với nhau đó. Level kill. Rồi, tụi con lấy 75 rồi, ba mẹ đâu rồi vậy? Cái gì? Bây giờ mới 75 rồi, bây giờ chú lên 85 rồi nè con. Cái gì vậy? Ủa bình tĩnh đi chú ơi, trời ơi chú đi cho chị. Chạy nhanh dữ vậy chú, từ từ. Alo ba. Chú ơi, con là ba, alo con là con của ba, alo. Ừ đúng rồi, con của ba. Ok bạn ơi, với thử thách lần này thì gia đình mình đã thua. Tại vì gia đình chúng ta đầy đủ hết trơn rồi nè. Còn tôi, ba tôi đang ngồi bắt cô ấy bạn ơi, buồn quá. Xin cảm ơn. Không sao, mình là mình chơi for fun mà con, mình nhường cho đội bên kia trước. Mình vẫn còn nhiều thử thách nữa. Ok, bây giờ chúng ta cùng đến với thử thách tiếp theo. Let's go. Và thử thách tiếp theo đó chính là vẽ tranh gia đình để xem coi ai là người vẽ đẹp nhất nha mọi người. Kuromi, mình sẵn sàng chưa? Tôi vẽ hơi bị đẹp đó. Rồi ba ơi, ủa ba mình đùi ba. Ông ơi, đẩy mạnh đuôi lên xíu ông ơi. Đẩy để mạnh lên xíu, lâu lắm mới chơi là cái trò tuổi thơ này đó. Mạnh lên, đẩy lên. Ủa ba ơi, hai tụi mình đang
chiến đấu mà ba. Cái gì kỳ vậy? Trời ơi, đi đấu gì con ơi? Giờ là chúng ta nên gọi là biết hưởng thụ cuộc sống của mình, hiểu không? Ờ, quên đi chiến đấu, đi chiến đấu. Tôi không có làm bạn với ông. Tôi không có làm bạn với ông. Vậy yeah. Nói chưa, bây giờ để xem qua gia đình nào là gia đình vẻ đẹp nhất nha. Mọi người có tự tin không? Chứ tôi là mẹ hơi bị đẹp đó. Rồi, chuẩn bị chưa? Ba, hai, một, bắt đầu vẽ nè. Bây giờ mình mà vẽ gia đình mình ha. Gia đình mình là sẽ có ba người, có ba, có mẹ và có mình. Đó, ba mình ha. Bây mình vẽ ba mình sao ta? Ba mình. Rồi, giờ vẽ mẹ con sao ta? Quên mất khuôn mặt của mẹ con vẽ sao? Trời ơi, mẹ con dễ thương vậy ba không nhớ hả? Mẹ con là người vô cùng xinh đẹp. Đó. Ôi, mặt của vợ ông mà con nhớ nữa. Trời ơi. Sao ba không nhớ mặt mẹ? Mẹ con tên gì ta? Kurumi đó. Mẹ con là Sami Kurumi, ba không nhớ hả? Con gái Sami ơi, con gái Sami dạ. Ơi, con nên nghĩ lại về mối quan hệ này. Con buồn quá chú ơi, mẹ con đẹp gì mà ba không nhớ luôn. Buồn quá. Đâu, làm gì có. Trời ơi, đây, mẹ là có cái nơ màu tím nè, đó đây nè, đó. Mẹ con rất là xinh đẹp, con sẽ vẽ mẹ con trước, để con yêu quý mẹ con. Đó. Ba nhớ vẽ cho đẹp vô nha ba. Yên tâm, yên tâm, ba vẽ tới kia phải đẹp hơn cái ông bên kia rồi. Ôi. Tôi có thể vẽ xấu nhưng mà con gái tôi vẽ đẹp. Ok bê. Ôi, con gái tôi vẽ xấu à. Bây giờ ông nghĩ nha, tôi vừa vẽ đẹp, con gái tôi cũng vẽ đẹp, vậy ai thắng? Nhưng mà con gái tôi vẽ đẹp cân được hết. Con gái, ông biết không, con gái tôi hồi nhỏ là họa sĩ top 1 đấy. Đấy, nhất trường. Ủa, con gái ơi, ba con làm bên bán buôn bán lựu đạn á, cái gì ghê vậy? Nói chung có nào khen con hết trơn á. Yeah. Ba con thì khen nhau dễ thương mà ba vua đó. Bây giờ trời, mẹ mình có một mái tóc màu xám rất là dễ thương đó. Ba khôi hồn vẽ mẹ đẹp đẹp vô nha ba. Vẽ mẹ xấu á, mẹ quánh đòn ba đó. Tam. Đây rồi. Khổ lắm nói mãi. Đó, mẹ mình cái mái tóc màu xám rất là đẹp luôn mấy bà. Còn bốn đôi mắt rất là long lanh. Mẹ mình mắt rất là long lanh nha bà. Mình để mắt mẹ mình phải long lanh vô. Đó, rồi mắt đen như là mắt con mèo. Đó, có làn lông mi cong. Đó, cùng với đôi mắt long lanh long lanh. 5 minutes later. Còn đây là mình. Mình là người nhỏ nhất trong gia đình. Mình là một người rất là dễ thương. Ba cho mẹ con dễ thương nha. Con dễ thương lắm luôn á. Yên tâm, ba vẽ phải đẹp. Nhớ nha, vẽ xấu là con quánh đồng ba luôn đó. What? Mình trời ơi con, bây giờ rồi quánh ba luôn rồi trời ơi trời. Không, con quánh thương. Con quánh thương, trời ơi. Đó, mình quánh. Ta đánh yêu. Tôi tưởng đâu lòng mới xem lại về mối quan hệ này. Ừ. Ôi, chú này kỳ quá chú. Chú muốn là gì ta rạn nứt tình ba con. Tôi nói cậu biết là gia đình này tôi là trụ cột của gia đình. Là đánh tôi chỉ có một mình vợ tôi được đánh tôi rồi. Ủa, vợ ba tên gì? Mà nhớ tên đâu? Trời ơi, vợ tôi tên là Nguyễn Thanh Quốc. Ủa? Ủa? Vợ tôi chưa tên là Trương Thị Trúc. À, Trương Thị Anh Đào. Trời, đọc tên này là Bi Bảo liền nè. Ủa bà Bảy đâu ra nữa vậy bà Bảy? Bà Bảy không về bán bún thịt nướng đi, ngồi đây nhiều chuyện rồi bà Bảy. Rồi, ok, đây là mình nha bạn. Ôi, mình cũng dễ thương không kém. Trời ơi, mình bên kia vừa thở dài gì vậy con gái? Này, con gái ơi, ba dễ xong rồi nè con gái. Trời ơi, tác phẩm con gái dễ thương quá, gái ơi. Ba vẽ cái gì? Ba vẽ cinnamon á. Đây là mình vẽ cái đầu ngầm của em bé nha bạn. Đó, rồi, dễ thương quá. Ôi, tôi chưa biết bên kia vẽ như thế nào. Nhưng mà tôi nghe cách con gái anh cười khinh bỉ là tôi hiểu rồi. Hơi xấu nha, mà thông cảm với con nha. Hết mực rồi luôn á. Trời con, không sao. Ba cũng chỉ làm phận hết mực thôi. Yên tâm đi, tại ba cũng vẽ có mình mẹ con à. Con ba đâu thèm vẽ đâu. Ba thương con vì con giống mẹ. Đây cũng vậy, ba đầu hoàng lắm. Con vì con giống mẹ. Ba đâu có gì đâu, chỉ là ba không biết vẽ con thêm sao đó. Hết mực rồi. Rồi, ok, con xong rồi nha. Làm ba mà đi dỗi con. Dỗi gì nào, để nói hết mực mà. Trời. Đấy, thấy không, cái gia đình bên kia, cái mỏ dài 8 thước. Thiệt quá đây hoài. Nói gì chú, không nói gì chú đâu. Đây là tác phẩm của con. Trời ơi, nhìn mẹ với sao dễ thương quá, nhìn bố như kiểu gì đó. Đó, ông thấy không, ông dạy là con gái ông đi nha. Nó ăn nói với người lớn như thế đó, nó xúc phạm người lớn. Không, tại hồi nhỏ tôi dạy tính con gái tôi là phải thật thà đó. Rồi, okay. Bây giờ thật thà với
vô duyên, nó cách nhau có đúng xề chỉ nghe không? Rồi bây giờ chấm điểm nha mọi người, để nó coi gia đình có khu Cinnamon coi. Dễ thương vậy. Đây giới thiệu đi. Rồi có gì? Chào các bạn, thì chào tất cả các bạn, đây là gia đình Cinnamon Roll của mình. Đây là Mama, Mama Cinnamon Roll, mình là Cinnamon Roll Sim, còn đây là Baba Kai Cinnamon Roll. Gia đình mình đang nắm tay chuẩn bị lên công viên chơi. Yêu quá. Rồi còn còn đây sao còn chú. Cái phẩm này của chú á là nói về người ba sáu múi bảo vệ con gái không? Luôn kề cận gái đó. À, cái ông này à, ổng có sở thích là ổng ở nhà là ổng không mặc đồ á. Đâu ra vậy? Người ta là người ta dễ sợ muối là đây cái sự mạnh mẽ không hiểu không? Trời ơi, thằng ta hai ông ba đều không mặc đồ mới tội một ông sợ muối một ông này que thôi. Ok, đây là tác phẩm của gia đình Cinnamon, các bạn chỉ bao nhiêu điểm nha. Còn đây là tác phẩm của mình. Bây giờ nhé, tôi đề nghị là lần sau là có video gia đình hai gia đình thi đấu với bà Bảy bán bánh canh này nha. Bà Bảy vô không có nhiều bà Bảy ơi. Mệt quá. Thì đây là gia đình của Kurumi tới mình. Đó thì đây là mẹ mình. Mẹ mình tóc dài ơi là dài, đang nắm tay mình. Mình là người con nó đáng yêu. Còn ba mình thì tại mình hết mực nên là rất ba đẹp mình... trai. Ba mình hơi ổn, bạn thông cảm nha. Tại ba mình hết mực rồi. Đây đây gia đình của mình. Còn đây ba mẹ con hả? Đây cái này là ba ba đang vẽ mẹ của con. Mẹ con cũng đeo vương miện giống con nè. Đó con vẽ đâu không? Con đâu ba ơi. Con à, con cũng giống mẹ con mà, coi như cái này là vẽ con với mẹ con đi. Trời ơi, vậy kỳ vậy, con là con, mẹ con chứ. Không, tại vì hai mẹ con dễ thương như nhau đấy. Còn ba ba hả, ba ba thì ba ba vẽ ẩn sâu trong trái tim của cái hình này không? Trái tim của mẹ con có ba ba trong đó không? Đó, chỉ cần như thế thôi. Đó người ta gọi là ẩn dụ. Ủa chứ không phải là chú lười hả? Tưởng. Thấy không? Con gái hết ông giờ tới lượt con gái ông nó móc tôi nãy giờ hơi nhiều nha. Gì? Con gái tôi thật thà, dũng cảm. Con nói thật, con nói thật. Trời ơi, chú thấy không? Thật thà, dũng cảm. Sao anh mà vẽ hết gia đình luôn? Đó con vẽ gia đình, có ba con, có chút là vẽ con với ba con, chú vẽ mỗi chú. Con anh em. Tất cả là tại chú, tất cả là tại chú. Ok, các bạn nói chung là bây giờ các bạn đừng có chứng điểm cho gia đình ai là xịn sò nhất nha. Chứ tôi thấy ai cũng đẹp hết trơn á. Và thử thách cuối cùng cho cô Thi năm nay chính là thời gian. Để xem coi gia đình nào có mua thời gian đỉnh nhất nha. Xà xà xà. Trời ơi. Yes sir, yes sir. Yes sir. Mình là phải hơi bị chiến nha các bạn. Để xem cái tóc nào chiến chiến nè. Tóc đàm mà ngầu ngầu á. Ngầu ơi là ngầu bây giờ. Bây giờ là ba ba với con là làm cái tóc nè nó ngầu ngầu rồi được đúng không gái? Đúng rồi ba ơi, ba làm sao ngầu bát thấy bò chét cho con đó. Coi giờ con dùng tóc. Bây giờ mình sẽ trở thành gia đình Cinnamon. Mình sẽ cố gắng làm sao cho cô ta cho có thể không ý. Tóc ha, để xem coi. Tóc mình cái tóc này mình có thể chiến được nè. Từ từ để mình đổi tóc. Tóc này nhìn hơi dài dòng các bạn ơi. Yeah. Màu đen thì rất là nhiều. Nhưng tóc màu trắng thì ít lắm nha anh bạn gì đó ơi. Ráng làm sao đẹp đẹp chứ nha anh bạn. Ráng thắng nha. Ráng ráng cho thắng nha. Ông ơi, ông mới gây thắng á. Ông mới gây thắng á. Tại ông cũng đáng là con gái ông một lắm. Mình thắng chắc ơi. Rồi hồi nãy ba ba với con thắng cái phần vẽ rồi. Giờ thắng cái phần này nữa là xong. Ui hôm nay có đồ đẹp. Ủa thắng đồ vẽ nào? Thắng phần vẽ rồi nào? Ai bảo đánh? Thắng rồi. Tại vì bên ông không công nhận thôi chứ thắng rồi. Ủa đẹp quá bạn nhìn em, ui chinh chiến thật sự. Cơ hội thắng hơi bị cao nha mấy bộ. Để xem coi, để coi mình sẽ chọn cái váy không ta. Từ từ để xem coi, hay bây giờ mình qua bên đồ nam mình mang thử nhỉ. Đây. Bộ đồ tôi nó biến hình gì đây. Này mình sẽ đó. Ha. Quá là đẹp luôn, quá là cầu luôn. Hôm nay đồ hơi bị chiến nha. Dạ chắc nha. Gia đình bên kia gung gung. Gia đình bên kia gung rồi. Bây giờ cũng lắm không? Bây giờ chắc còn phải cánh đen đen ba, chọn cánh màu đen nha ba ơi. Gia đình mình là phải siêu ngầu, siêu đặc biệt luôn. Đó, cánh ha. Con gái, con gái, con gái Sammy để sao ba con tí nó thua nhục lắm nha con. Trời ơi ba
con vậy hắn mà sao trời ơi đó? Người lớn gì mà ganh đua từng với đứa con nít luôn vậy trời ơi. Không, nói chuyện nói với gì? Tôi nè, nói chuyện nói với tôi nè, đừng có mà dùng áp lực lên con gái tôi. Có tại con tôi sợ con gái ông nó quê đó. Mất mặt với đừng chừng đừng áp lực, đừng áp lực lên con gái tôi nha. Ông đừng áp lực gì đâu, ông nói vậy mới áp lực lên con gái ông á. Trời ơi, nhìn cái này ngầu nha, cái đầu này nhìn mình ngầu lớn nha. Rồi á, mình lớn rồi, mình cần nói gì mình nói riêng với nhau. Con gái ơi, làm cha con vậy đó. Con nít á, con nít á, làm cha, ai làm cha? Ôi, không biết ông nào làm cha kỳ cục. Mình là con nít ông á, là kỳ mình cục quá, trời con nít ơi. Á là tâm hồn nó non dại, nó trẻ thơ. Mình phải nói gì đó nghe cho nó dễ thương, nghe cho đáng yêu, dù khen bộ đồ bộ đồ con đẹp quá hay gì đó. Này cứ đi mà cứ chê bai con người ta hoài. Ai chê bai? Chê bai là đâu? Rõ ràng hồi nãy mới vừa nói xong luôn, đem con nít ra để làm lá chắn cho mình hả? Thiệt luôn. Trời, nhắm mắt luôn rồi à. Trời ơi, cái gì mà gắt dữ vậy? Tôi thấy đụng đến con gái tôi phải nói. Trời ơi, ba con dễ thương quá ta. Cha con bây giờ còn có cái chuyện gọi là đi ngắm mắt phụ người đó, vu khống người khác. Trời ơi. Trời ơi, ai vu khống chưa người ai nói gì luôn đâu. Chưa ai nói gì luôn á. Nói quá trời quá đất luôn, xong giờ kêu chưa ai nói gì thiệt. Ai hơi bị đẹp nha bạn, tí không có mắt thôi. Bây giờ có cái gì khoác lên người mình không ta, mình đang hơi bị thiếu đồ đấy bạn. Trời ơi trời. Cái mặc đồ vậy mình mà lấy đồ này quá là cháy luôn bạn ơi, nhìn như Kurumi luôn á. Ôi, đây từ mình thử coi, thử cái đồ này coi. Coi. Ồ, cái này cũng đẹp nha, cái đầu lâu nhìn ngầu nè nè. Ok ok ok, mình đổi cái này nha. Trời ba ơi, ba xong chưa vợ? Sao mấy thời gian rồi kìa. Tập thà nha. Yên tâm mà ba xong lâu con ơi. Giờ đợi bên kia thôi, bên kia chậm chạp lề mề. Đâu, tôi cũng xong rồi, tôi xong rồi. One minute later. Đẹp quá con ơi, trời chú cho 5 sao nè. Dạ, quá đẹp luôn con ơi, đúng là con gái của ta. Đẹp quá. Rồi để xem coi. Ôi, tới lượt ông già tim kia. Trời ơi, lớn tuổi em rồi, lè lẹt cái ghê. Lè lẹt gì người ta, gia đình ta là cinnamon, mặc đồ xanh. Dễ thương quá à. Dễ thương quá à. Trời ơi, chị như là thần tiên kìa, đẹp dữ rồi trời. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi để xem coi. Rồi. Trời ơi, đẹp quá rồi. Wow. Mặc dù là con khỉ chú rất nhiều nhưng mà chú công nhận là bộ này nhìn dễ thương nha. Đó, ông chú người lớn mà, chú người lớn chứ đâu có chắp mặt đâu. Như bà con không? Dễ thương quá rồi, còn ba con sao nè, ba con hồi chị nói có trời. Wow! Lâu quá. Lâu quá. Lâu thật sự á. Không lâu nữa thôi luôn. Ôi, ba con cậu vậy? Ôi trời. Trời ơi, nhìn là mới liền. Vẻ thật luôn ba ơi, vậy gia đình mình có khi nào thắng không ba? Đánh được đâu con ơi, sao đánh được? Ba người chiến thắng đó chính là... Ôi hay quá con gái ơi. Ủa? Không sao, gia đình chúng ta cùng tiến thôi. Yeah. Nhưng mà gia đình người ta thắng thôi. Không sao, không sao, không thấy mặt ông kia là ba vui rồi. Quá nhờ. Ba người chiến thắng đó chính là... Đó chính là nhờ tất cả bạn fan của mình phía dưới nha. Trời ơi trời, bây giờ cuộc thi quá đất ra là tụi mình không biết được ai sẽ là người thắng cuộc. Nên tụi mình sẽ nhờ tất cả các bạn fan comment phía dưới để xem quay. Bạn nào thấy gia đình của Kurumi đỉnh thì đừng quên comment gia đình Kurumi đỉnh. Còn nếu các bạn thích gia đình của Cinema dễ thương thì đừng quên comment gia đình của Cinema nha. Đó, quyết thắng hay thua tất cả là nhờ mấy bạn fan nên các bạn đừng quên comment phía dưới nha các bạn. Còn bây giờ tạm biệt mọi người ở clip sau nha. Hẹn lại, bye bye.